Vâng, Hoàng Gia Đô xin kính chào các bác nhá. Vẫn là những cái đơn hàng được nhận từ các bác gửi về. Thì ngày hôm nay thì Hoàng Gia có nhận một cái đơn của bác khách từ xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Bác tên là bác Chính á, số điện thoại 3 số cuối là 599. Thì đây là cái đơn bác ấy vừa gửi cho em. Đấy, hôm trước là bác có trao đổi là bác ấy có cái đầu tép nó bị hỏng hay đài các xét bị hỏng gì đấy. Thì bác ấy có gọi điện qua cho em qua điện thoại rồi. Thì với những cái đơn hàng mà các bác gửi ở tỉnh về nhá, các bác mà gửi bưu điện hay gửi nhà xe hay là gửi đến trực tiếp ấy, thì các bác lưu ý chúng ta nên đóng thùng xốp như này nhá. Đóng như này nó rất là đảm bảo an toàn. Đấy, nó an toàn, cả sau này bọn em có gửi về thì bọn em cũng sẽ đóng thùng xốp như này để gửi cho các bác. Đấy, thì đây là cái sản phẩm em sẽ bóc ra để xem là hôm trước này bác trao đổi với em nó là cái sản phẩm gì. Đấy, đây là cái này vừa bưu điện vừa giao xong này. Bác nào mà chúng ta có nhu cầu mà sửa đầu băng cối, CD, các xét nhé thì cũng có thể đóng thùng xốp gửi về cho em nhé. Đấy, bác đóng rất là cẩn thận và em cũng nói là bác cũng phải ghi một cái tờ giấy vào đây. Đây, đấy, bác ghi bệnh này, nghe tối tiếng này, trầm ồn này, nghe lâu tiếng càng tối cộng ồn này, không thoát tiếng này, người gửi Đỗ Xuân Chính này, số điện thoại đây ạ. Đấy, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên. Bởi vì em cũng nói với các bác rằng là tất cả những đơn hàng ấy, các bác đều phải ghi lại giấy và điện thoại, địa chỉ để vào trong cái thùng hàng như thế này, để em có cái căn cứ, để em biết à con này bệnh nó là như thế này, và có địa chỉ, có số điện thoại để em tiện liên hệ lại với các bác nếu có phát sinh cái gì đó. Vì là sao ạ? Em yêu cầu như này vì sao? Bởi vì một ngày có thể nhận khoảng 5 đến 7 đơn hàng của các bác gửi về, nhưng mà nếu mà các bác chỉ nói có điện thoại thì em sẽ không thể nhớ hết được, vì một ngày em có thể nhận tới hàng hai ba chục cuộc điện thoại thì em cũng không thể nhớ được các bác hỏi cái gì đâu ạ. Nhiều khi các bác gọi điện cho em xong lúc sau gọi em còn không nhớ các bác là các bác vừa hỏi cái gì cơ. Nên là các bác lưu ý rằng phải ghi vào tờ giấy này. Đấy, để em làm cái căn cứ và em lưu lại để cho anh em kỹ thuật lưu lại vào đây để biết là đây, bệnh của bác là này. Thì cứ thế mà theo cái này mà làm thôi. Đấy, chứ nếu mà các bác thì nói qua điện thoại ấy, thì em chỉ nhớ lúc đấy thôi, chứ còn vài cuộc điện thoại sau là em cũng sẽ không nhớ đâu ạ. Đấy, thì em cũng chia sẻ vậy nha, các bác lưu ý phải ghi lại cái này cho em nhá. Đấy, vâng ạ, đây là em sẽ bóc ra, không biết là cái đầu gì, hôm trước bác có nói không nhớ cái đầu gì đấy, nhiều khi bác nói xong em còn quên. À, CT9 à? Không, dài vì cái vỏ này là CT9 thôi. Đấy, còn 730D chứ, máy 2 chiều. Vâng ạ, đây là con 730D, máy chạy 2 chiều đây. Đấy, con này thì trên thị trường giá cũng khá là đắt đấy các bác nhé. Đây là bác đã đặt, bác cái đóng thêm một cái vỏ gỗ nữa. Đóng thêm vỏ gỗ này. Đấy, đóng thêm cái vỏ gỗ 730D. Con này bình thường nó có vỏ gỗ rồi, nhưng nó vỏ gỗ hình chữ U, còn đây là đóng theo vỏ gỗ hình chữ nhật. Đấy, bác bảo tối tiếng, con này thì chạy từ thủy tinh, từ thủy tinh mà tối tiếng thì nó hơi vô lý một chút. Thế rồi cái này em sẽ nhận em kiểm tra cho bác. Đấy, đấy, 730D nhá, máy còn rất là đẹp đấy. Đấy, vỏ gỗ kia kia đóng ok. Đấy, thì em sẽ kiểm tra và em sẽ báo bác. Đấy. Đấy, bác nào mà chúng ta mà cần sửa chữa hoặc là bảo dưỡng bảo trì một cái sản phẩm như đầu băng cối, đầu CD hay các xét thì liên hệ với em nhé. Cái này chuột cắn dây của bác, chuột cắn nhầm nhở hết rồi này. Này, rất nguy hiểm này. Này, nhà bác chắc có chuột cắn nhầm nhở hết rồi, này không may sờ vào là điện giật đấy, đấy nguy hiểm quá. Này phải quấn băng dính lại cho bác, dây cắn nhầm nhở hết rồi. Cảm ơn các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến sửa chữa bảo dưỡng về đầu băng cối, đầu CD các xét, làm các chương trình băng cối CD các xét thì liên hệ với Hoàng Gia Audio nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều, cảm ơn bác Chính. Đấy, em sẽ lưu lại cái tờ giấy này để căn cứ vào đây để sửa cho bác. Cảm ơn bác rất là nhiều nhé. Em chào bác và cũng như chào các bác đang xem dõi clip này của Hoàng Gia Audio. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ số điện thoại ở dưới tiêu đề bài viết qua nhé, 0975884009 ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.